rồi chị đi. Phải phụ nữ á, lúc nào mình cũng e ấp là mình chiến thắng đâu. Có đôi lúc mà mình phải mạnh mẽ lên, mình ở cái thế thượng phong. Tình huống này mình phải nghe ông bà xưa nói, đúng không? Nói cọc gì? Phải đi tìm trâu. Cái này em hiểu. Có nghĩa là bây giờ chị đang ví von như là anh Vũ là con trâu, còn em là cái cọc. Chính xác. Là cái cọc có cái chân mọc chạy đi tìm con trâu. Sai. Sao sai? Cái quan điểm đó là sai. Đúng là thật sự phụ nữ hiện đại là phải chủ động, đúng không? Phải tức là linh hoạt. Nhưng mà cái việc mà cọc đi tìm trâu là sai. Tại vì sao? Không thành đôi thì không nói gì, mà thành đôi đi về mai mốt là đổ thừa. Sẽ có cái chuyện đổ thừa. Đổ thừa hả? Làm gì có chuyện đó. Trời ơi, hồi đó nha, mới yêu ông Tài nha, chị e ấp nè, e thẹn nè, đẻn lẻn nè. Trời ơi, đợi hoài nha, ông không tỏ tình. Bữa đó chị bực quá, lấy hết khả năng của chị lên, sức lực của chị lên, chị tỏ tình một cái. Vừa nói dứt câu, ông rớt vô vòng tay yêu thương của tôi. Cưới nhau về nha. Giờ ông cứ cảm ơn tôi hoài à. Ông nói hả, nhờ có tôi á, tỏ tình trước á, ông mới có được vợ đẹp con ngoan. Hay quá à. Hay ghê luôn. Không, không có gì hay hết, gì đâu hay. Mày thấy hay chỗ nào vậy? Thì sao tỏ hay? Tình trước là được tình. Đợi yêu đâu. Nè, như ông hổ nhà tôi hoàn toàn khác luôn. Em ấm không sao? Ghi lộn cái là đổ thừa. Tại bà hồi xưa, bà hồi xưa bà dụ tôi đó, bà gài tôi mới cưới bà. Chứ hồi xưa là tôi đâu có muốn ý định cưới bà, thấy chưa? Đúng rồi, người ta sẽ đổ thừa đó. Đổ thừa đúng là rồi. Chắc luôn chứ đúng cái gì. Sao? Yên tâm đi, nghe Lệ lý lẽ đi, chắc chắn sẽ thành công. Rồi Lệ lý lẽ nói nghe coi, Lệ lý lịch có sẵn kế hoạch gì không? Nói như đúng rồi. Kế hoạch thì chưa có, nhưng mà ý tưởng của tôi thì rất là ok. Ý tưởng gì? Thì Lệ đã thầm theo dõi Soái Ca rồi. Mỗi sáng Soái Ca ra công viên tập thể dục. Vậy thì chúng ta từng bước một triển khai kế hoạch. Từng bước một triển khai kế hoạch. Yes. Cái gì mà đẩy đẩy vậy? Cái gì á? Cái gì mà làm gì á? Mấy bà này thiệt tình luôn á. Tôi đã theo dõi cẩn thận lắm rồi. Mỗi buổi sáng ha, Soái Ca đi tản bộ từ cái con đường này đi dài tới cái con đường này đó. Sau khi tản bộ xong, Soái Ca băng qua con đường bên cạnh. Soái Ca tập chín động tác cơ bản, sau đó mới được về nhà. Chín động tác cơ bản? Bà đếm đúng chín động tác cơ bản? Đúng rồi. Vậy là bà theo dõi anh ta đúng không? Thôi. Ê, cô cảm giác như là chị thích anh Vũ hả? Thích thế nào đâu. Tại vì chị rất tiếc thôi. Rất tiếc là chị có chồng rồi á. Chị mà chưa có chồng hả, không có tới được em đâu. Là chị muốn cô Vũ hả? Tập bậy nha. Vậy tôi thấy bà nói vậy là không được rồi. Sao ạ? Ông Tài nhà bà thương bà hết mức luôn. Đừng có thả mồi bắt bóng như bà nội. Gì mà thả mồi gì bắt bóng đâu. Chẳng qua tôi nói vậy là tôi động viên tinh thần cho em Chanh thôi mà. Ủa chứ bây giờ em phải làm sao nè? Đơn giản quá mà, mình đứng đây mình đợi chàng. Tình yêu sẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Em sẽ tiếp cận với chàng, sau đó em hãy mạnh dạn em nói với chàng rằng em thích chàng, em yêu chàng. Thế nó hơi sổ sàng vậy đúng không hả? Được chứ. Nói vô trong mặt vậy luôn hả? Ủa? Mình có ý khác hơn, nhẹ nhàng hơn được không? Không được đâu. Tôi nghĩ vậy nè, ha, là chút xíu nữa đó. Em diễn đi, ha. Em làm bộ em gặp chàng, cái em diễn cái nét mà giống như thất thiểu. Em thất tình vậy nè, em đi rồi em khóc vậy nè. Sau đó là em quyết định em ra công viên tự vẫn. Đó, cái chàng sẽ cứu em. Cái gì? Vậy? Ra công viên tự vẫn? Ủa? Bà có bị điên không? Người ta ra công viên là người ta tập thể dục, người ta ra công viên là người ta hẹn hò. Còn muốn tự tử đúng không? Đi nhảy cầu, nhảy lầu. Chứ không lẽ ra công viên leo lên cây nhảy xuống hả? Nhảy cầu nhảy lầu không có gặp Soái Ca, ở công viên mới gặp. Mà thôi làm đi. Trời ơi, cứu lên, cứu lên. Tới rồi kìa. Vậy? Tới rồi kìa. Vô. Anh em rung quá, em rung quá. Rung phải không? Để chị giúp cho. Ê, mày đang lấy tính cua ta hả? Cái gì nhỏ nhỏ thôi. Rung quá, giờ sao? Đại dí với đại dí, mệt. Ê, không phải đi một mình. Không phải đi một mình. Sao? Có người kìa, có người. Có người kệ, có người. Mình cua, mình cứ cua. Cô sao? Dạ không sao. Dạ chào anh Vũ. Dạ sáng sớm anh đi dạo hả? Em cũng đi chạy thể dục mỗi sáng. Đó là một thói quen đều đặn của em. Thật là có duyên khi mà hôm nay mình gặp nhau. Người ta nói có duyên gặp nhau như vậy mà cảm thấy dễ thương một cái là mình về nhà mình ở chung luôn đó. Dạ không, mình có duyên gặp nhau như vậy á là mình cảm thấy dễ thương, rồi mình kết bạn với nhau được đó. Mà tại sao cô biết tên tôi? Mà hình như là tôi nhìn thấy cô rất là quen mà không biết gặp ở đâu rồi.
Dạ, em là Trâm, quên giới thiệu với anh. À, em thuê trọ ở nhà Bác Lễ với dì Hạnh á, nhà đối diện nhà anh luôn đó. À, thì ra là vậy. Vậy nói chung là mình hàng xóm, chào Trâm. Dạ. Ôi, anh thiệt là tốt bụng, biết giúp đỡ người khác nữa. Em cũng vậy, tính em cũng tốt bụng lắm. Chị, lấy em vài tờ vé số đi. Hả? Ờ, em ơi, chị không bán vé số. Ủa vậy hả? Vậy chắc anh thấy chị là đi đường, đi dạo mà chị đẩy, chị mệt quá cho nên anh đẩy giùm hả? À không, đây là Quyên, là vợ của tôi đó. Vợ? Đúng rồi. Vợ là vợ đó em. Chị là vợ của anh Vũ. Chị là Quyên, Lệ Quyên. Chị không phải là ca sĩ nhưng mà chị rất là thích hát bolero. Trời ơi, sao tôi hố hàng như vậy trời. Chào vợ anh Vũ tên Quyên. Thiệt là tuyệt vời lắm. Nhìn tuyệt vời lắm thôi. Bây giờ em phải chạy thể dục tiếp rồi. Chào tạm biệt. Tạm biệt. Tuyệt vời lắm. Gì vậy? Bực bội. Xứng đâu mà xứng. Hoàn hảo hồi nào mà hoàn hảo. Mọi người nhìn mọi người thấy thì sao? Trời ơi, nhìn hai người khác nhau một trời một vực. Nhìn đi, nhìn sói ca đi. Sói ca đó thì đẹp lòng lộng vời vợi như vậy, mà đi chung với một người phụ nữ làm vợ không có level gì đó. Tôi không chịu. Rồi liên quan gì tới bà? Người ta có vợ rồi liên quan gì tới bà? Mà bà bức xúc, bà không chịu đâu. Nãy giờ câu này là bà nói 8 lần rồi. Chị nè, Ngọc đi tìm Trâu, rồi em mới đi tìm Trâu đó. Trời ơi, thiệt luôn á Trâm ơi. Em á, giống như mấy cái người mà chưa đánh đã thua, mà chưa cua chai đã dội là thất bại. Không, em mà cứ như vậy hoài á hả, cuộc đời của em sẽ bi kịch, em sẽ chịu thiệt. Cái chuyện này á là tôi thấy con Trâm nói đúng nè. Gì nữa? Cũng tại bà, phải đền. Cũng tại bà không? Sao? Nha, bà là người, hồi lúc mà tôi chưa biết là Vũ có vợ đó, thì tôi đồng ý cho con Trâm cái việc là cọc đi tìm Trâu, đúng không? Đó, tôi là cổ vũ luôn. Nhưng mà sau khi biết người ta có vợ rồi thì mình phải khác chứ. Trời ơi, vợ ta sờ đó tự nhiên nhào vô trời, ăn bà chết à. Không phải. Đúng rồi. Dạ. Thà một cái người vợ như thế nào chứ một cái người vợ như vậy. Trời ơi, tôi không phục. Đi quay cho bà phục, bà ăn đi, bà nhào vô bà ăn đi. Ăn tào lao rồi. Nghe à. Nói gì ăn bậy ăn bạ gì vậy? Nè nè, hủ tiếu đi. Nói cho nghe, ăn mình ăn đồ đàng hoàng, mấy ông đừng ăn bậy ăn bạ. Ăn bậy ăn bạ Tào Tháo rượt chết á. Trời ơi, hủ tiếu tôi là bán đồ đàng hoàng lắm á. Tôi có chứng chỉ của công nghệ quá màu đàng hoàng đó, nghe không? Trời, bán hủ tiếu gì có nghệ quá màu không? Không nói cái gì tầm bậy tầm bạ đúng không? Chơi chứ ăn đàng hoàng coi chừng nghĩa xin an toàn thực phẩm. Bán hủ tiếu, tập trung bán hủ tiếu đi. Ờ đúng rồi, cứ ha lo hả, ngóng qua bên này á, coi ba người phụ nữ nói chuyện gì, lấy tin tức vô bụng có cần thiết vậy không? Trời ơi, ổng nhiều chuyện mà. Nói chung là thì tôi săn tin chuyên nghiệp mà. Đói tin là mình buồn. Nói chung là ngày nào không có tin tức gì là coi như tay chân bủng rủng, miệng mồm lạc nhách, bệnh lên bệnh xuống luôn đó. Trời ơi, có bệnh đói tin nữa hả? Thiệt. Bệnh gì lạ vậy? Trời ơi, tôi nói cho nghe. Ê, nói nghe nè. Chập. Gì? Mấy giờ giao lưu với nhau đi. Giao lưu gì trời? Bây giờ thôi nha, tôi thấy anh mới quỷ hôn tôi, bắt tôi giao lưu với ông đi. Có đâu trời ơi, tôi có vợ rồi mà. Nói nghe nè, bây giờ cho tôi biết một cái tên đi. Cái tên, cái người nào mà ba người đang nói đi, tôi sẵn sàng. Ba cái tô này tôi giảm 50% luôn. Ba tô tính 1,5 tô luôn. Thiệt hả? Chơi má hàng vậy luôn, chơi không? Em nói nghe này, bác hủ tiếu mà có vụ mà mua tin tới cỡ đó luôn hả? Chơi luôn. Trời ơi, ông còn hơn mấy cái nhà báo mà tào lao thiên địa trên mạng luôn. Tôi là tôi khoái biết tin tức là cho vui. Vậy chắc là ông có lời dữ lắm ông mới giảm giá hả? Bà nghĩ đi lời không? Ba tô nè, mà tính thành 1,5 tô thì bà nghĩ lời không? Ê, vậy này thịt chuột phải không? Ê, chuột cái gì vậy? Đừng có nói bậy. Ai biết? Bậy bạ không à? Mà bây giờ này nè, rau chắc không lụng ngoài chợ nè. Không biết đúng không? Cần một cái tên với gì? Ừ. Không những một mà hai luôn. Vậy à? Tôi không cần phải nói, chúng ta hãy cùng hướng mắt và nhìn. Trời ơi, nói hay chưa? Em nói thiệt nha, em ước gì Hải Anh của em á được một phần như vậy chút xíu thôi cũng được nữa. Cái thứ này là cái thứ đàn ông sợ vợ, nịnh vợ, đội vợ trên đầu, hay ho gì mà mấy bà mơ, mấy bà ước. Tôi nói cái thứ này nè, đàn ông vậy là tệ. Đàn ông vậy trong giới đàn ông người ta coi thường lắm. Đàn ông là sao? Đàn ông là phải để vợ phục tùng mình.
vợ sợ mình. Hét một tiếng là vợ phải chạy bò lăn bò can luôn. Đàn ông như vậy mới là đúng chứ. Đàn ông buông nó. Thời buổi nào rồi mà còn cái tư tưởng đó trong đầu hả? Thời buổi nào rồi mà ông còn đưa cái tư tưởng phong kiến đó? Đối với tôi bây giờ là nam nữ bình quyền. Đàn ông muốn là đàn ông thì đàn ông phải sợ vợ, đúng không? Đúng. Không. Cái ông này kỳ ha. Tôi đang ăn thì bưng cái tô lên, rồi một người thở ngắn thở dài là sao? Thương. Thương cái vụ gì? Thương quá. Sự đó nghe được. Dạ. Thì chứ mày bây giờ trên đời này, phụ nữ mà kiếm người mà yêu mình mà chung tình với mình khó lắm sự ơi. Đúng vậy đó. Giống em nè, đâu có nghĩ tới chuyện có bạn gái đâu. Đẹp trai có gì sai? Sai là tại mày không có đẹp. Mà mày tưởng mày đẹp quá. Thầu lao tôi đang cái chuyện này cứ làm rồi nhảy qua chuyện kia. Ủa? Vậy là Hoa không có chung tình với ông hả? Cái gì vậy cha? Trời ơi, Hoa vợ tôi nó sợ tôi một phép. Nói một tiếng tôi kêu nó đứng đố, nó dám ngồi. Ở đó mà không chung tình. Đúng rồi đó, anh nghĩ sao vậy này anh? Anh Kiệt á hả? Là chùm luôn á. Chị Hoa rất là sợ anh Kiệt. Đó. Tôi đang nói ở đây đó là tôi nói chuyện của ông đó. Chuyện của ông đó hả anh? Tôi có chuyện gì mà nói? Cái chuyện ở đây là cái gì không biết không? Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe nè. Ngay tại cái xe hủ tiếu này, người yêu sắp cưới của ông nó tuyên bố cho mọi người là nó thay đổi người yêu khác. Trời ơi! Thôi cái gì vậy? Tiếc quá, tự nhiên hôm qua em đi thi. Không thôi lại biết cái chuyện đó rồi. Trời ơi, tao tưởng là mày quen với trăm hai người mới thôi á. Gì nói vậy? Sam vừa phải thôi. Mà thí dụ mà nói chuyện mình bất đập đi chứ cái bàn tôi tiếc quá. Bàn tôi mua mà. Tôi nói thiệt, tôi bán hủ tiếu thôi. Nhưng mà trên đời là cái gì tôi không biết. Tôi là bạn diễn thông của xóm này. Trong nhà ngoài phố, tôi nói cái tin gì tôi không biết. Tôi thạo hết mà. Trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý là tôi nè. Anh tôi đành 6 câu luôn đó. Anh Kiệt là chùm nhiều chuyện cái quán này luôn. Đứng đây. 6 câu á thì tôi không cần. Tôi chỉ cần một câu thôi. Đó. Cần một câu tôi trả lời một câu. Nhưng mà quên. Cái ngày hôm đó đó, Trâm nó ăn mà nó khóc đó, là tôi muốn biết được cái tin mà cái người yêu đó là ai đó. Tôi phải giảm giá 50% cho nó. Mà bữa đó là 3 tô, giảm 50% là còn có 1 tô rưỡi. Vậy là? Là tôi biết được cái thông tin đó, tôi lỗ tôi 1 tô rưỡi là. Bây giờ có ai chuột lại cái đó cho tôi không? Tôi hiểu rồi. Toàn bộ chi phí đó cứ tính vô tô này. Ok. Nhưng mà nếu 1 tô rưỡi đó tính vô tô này, mình tính 3 tô đi. Tính vậy nó chẳng, thấy không? Được. Nếu như vậy tôi sẽ nói cho biết người đó là ai. Hay quá anh Kiệt. Phải tao. Như vậy là mình bán thông tin thành công rồi. Ok, vậy tao nói người ta nói nhiều chuyện là bậy bạ. Tao thấy không có gì bậy bạ. Kệ đi. Cái gì nhiều là cũng ok hết. Kệ đi. Mày xích ra. Thì kệ em nghe chung luôn. Nhanh đi. Mày không có bỏ tiền 1 tô rưỡi mày đừng có nhiều chuyện. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói chắc chắn 100% vậy luôn đó. Trời ơi. Chưa, tao bán thông tin chính xác rồi, tao nói là phải tin tao thôi. Hay quá anh Kiệt. Tao mà. Nhưng mà chưa tính tiền. Tô này, với 2 tô kia là 3 tô. Ba tô mà nha. 3 tô, ghi sổ, 3 tô. Kính gửi ba má, tiện có chú Bảy bên nhà dì Chính về quê, con gửi chút quà, chút tiền và viết kèm lá thư này hỏi thăm sức khỏe của ba má. Ba má có khỏe không? Má dạo này vẫn còn ăn hiếp ba, vẫn bạo hành ba đều đều hay là đỡ hơn rồi? Con vẫn khỏe, mà thiệt ra con không khỏe lắm, hơi quải quải một chút xíu. Vì chuyện hôm trước, con gọi điện về khoe với ba má là sắp đám cưới, bây giờ lại có chút thay đổi. Nhất là má đừng có nổi điên lên vì ghét anh Hải Anh và giận con mà chút cơn thịnh nộ lên ba, bạo hành ba tơi tả, tội nghiệp ba lắm nha má. Em giấu cái gì đó? Không có gì hết. Em đang viết thư chừng nào đúng không? Không có. Em viết thư chừng nào đúng chưa? Không có. Đưa đây cho anh. Không,
cái thư này là em viết cho ba má em. Em viết cho ba má em thì tại sao mà anh không có quyền được coi? Thì anh ngồi qua đây. Em ngồi qua đây. Nói. Thì có những chuyện riêng tư anh không biết được. Không, em nói là có những chuyện riêng tư của ba má em á, chỉ có một mình em mới biết được thôi. Anh không có biết được. Có người nói với anh á là em á, em cua cái cậu Vũ nè. Cậu Vũ mà mới chuyển tới xóm trọ Hoàng Quang của mình nè. Cái gì? Ai nói với anh? Có người nói với anh. Bà Lệ với bà Lam đúng không? Trời ơi, nghĩ sao cái mặt này cua trai hả? Cái mặt này chỉ để trai cua thôi đó. Hai cái bà này thiệt tình suối người ta làm đã rồi, bây giờ đi tố cáo với. Tố cáo cái gì hả? Em không làm điều gì sai á thì em sợ gì người ta tố cáo? Thì em đâu có làm gì sai với anh đâu, mà cái chuyện này cũng không phải là do em nữa, là do bà Lam với bà Lệ xúi em á. Mà nhất là bà Lệ á, bà cứ tới luôn. Tức không, đi cua trai trai nào không cua, đi cua trai đã có vợ. Ủa anh ghen hả? Anh đang ghen đúng không? Anh nhìn lại bản thân anh đi. Anh đối xử với em sao mà để em ra nông nổi này hả? Anh quen em 3 năm rồi, anh cầu hôn em 6 lần mà hủy hôn hết 9 lần. Vừa đâu 3 lần. Sao không có? Anh không nhớ hả? Lúc anh say xỉn đó, sáng đó anh hủy hôn em, xong tới chiều anh xỉn quá anh không nhớ, anh kêu em anh hủy hôn một lần nữa. Có phải là vừa 2 lần không? Trâm ơi là Trâm, mấy cái chuyện này có em mới nói nha Trâm. Có chứ sao không có. Chưa hết nha. Một lần anh bị mê sảng, anh sốt quá cao, anh nói bậy nói bạ, anh nhìn em á mà anh kêu tên một con nhỏ bồ nào hay kiếp trước của anh á. Xong rồi cái anh kêu em, anh nói là anh hủy hôn em. Anh bị bệnh gì luôn hả Trâm? Anh bị bệnh mãn tính luôn á. Còn nữa, một lần nữa là đầu tuần anh hủy hôn em vì anh nói á là má anh không đồng ý. Tới cuối tuần anh hủy hôn một lần nữa là anh nói là anh chưa sẵn sàng, đúng không? Có phải là dư 3 lần không? Trâm ơi, sao tự nhiên anh cảm thấy hoang mang quá. Anh nghe chuyện của anh mà nó quang đường như nghe chuyện của ai vậy á? Quang đường cái gì mà quang đường? Trâm, sao em có thể chịu nổi 9 lần từ hôn của anh vậy Trâm? Em thật là phi thường quá Trâm ơi. Phi thường cái gì? Bây giờ tôi chịu hết nổi rồi nè. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài đường. Tôi ra ngoài đường tôi kiếm một người con trai khác để tôi yêu. Chị Lam, chị Lệ nói vậy là đúng rồi. Xúi em như vậy là đúng rồi. Bây giờ em sẽ đi ra đường em kiếm một người khác để em yêu đó. Quan trọng á là em có làm điều gì có lỗi với anh không? Em không làm gì có lỗi với anh. Ôi. Nhà chị đẹp lắm. Cảm ơn, ai cũng nói vậy. Ý, không phải. Nước canh tôi uống, nước trà khách uống. Lộn rồi. Công việc trong một ngày thì chị thường làm gì? À thì bận lắm nha. Chăm sóc nhà nè, chăm sóc chồng, chăm sóc con, và đặc biệt trọng trách nặng nề chăm sóc bản thân mình. Không, tôi không thấy vậy. Ủa chứ sao? Tôi thấy chị rảnh lắm. Ủa rảnh lắm là sao? Rảnh lắm. Không hiểu. Thì chị ở không xử bậy cho người khác làm chuyện không hay. Chị xúi Trâm đi cua Vũ để làm gì hả? Trong khi chị biết Trâm là vợ sắp cưới của tôi. Không chỉ chị biết đâu, cả cái xóm này ai cũng biết Trâm là vợ sắp cưới của tôi. Chị không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt ba tôi chứ. Trâm là Trâm nói với tôi hết rồi. Nói vậy toàn bộ là một mình chị dựng lên hết á. Chị nói Trâm á là đi cua Vũ đi, rồi Tân Bốc nói Vũ là hot boy, đẹp trai, sói ca, chuẩn man. Thì nếu như đó là sự thật thì sao? Hả? Buồn hả? Trời ơi, mình phải coi lại cái bản thân mình chứ. Tướng tá thì cũng được, mà tâm hồn thì bị khuyết tật. Phải đặt ống A, ống ẹo từ hôn.
tôi nói cho cậu biết nha, trong cái xóm này á, ngoài tôi với Lam á là lỡ có chồng ra rồi, tất cả con gái ở đây đều thích Vũ. Vũ là một soái ca, cho nên chăm thích Vũ là cái chuyện bình thường. Có khi nào Trâm cũng có tà ý không ta? Trâm thích Vũ. Em không hề thích anh Vũ. Nếu có thì là bà Lệ, bà thích ông Vũ muốn ra mặt luôn á. Cái vụ mà sói ca đẹp trai hơi gì đó là bà hết á. Đẩy tới đẩy lui, em nói đi, rút cuộc á là ai thích cậu Vũ? Bà Lệ và em nữa. Em đang đứng ngay trước mặt anh thì em nói với anh rằng em thích người đàn ông khác. Ừ thì đúng đó, có sao đâu. Ủa chứ phụ nữ mà, ai mà không thích có một người đàn ông lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng mình. Ông coi anh Vũ đó, vợ của ảnh ngồi xe lăn, mà nhan sắc thì cũng bình thường thôi à. Mà anh đối xử với vợ anh giống như là hoa hậu vậy đó. Ai mà không ham. Có khi nào ảnh đang diễn không Trâm? Ờ, à, chắc anh diễn đó. Nhưng mà nếu vậy á thì em có cơ hội rồi.